Đoạn video mới ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Ukraine đầu tiên bị phá hủy đã xuất hiện trên mạng vào hôm 28 tháng 2. Xe tăng do Mỹ cung cấp đã bị hạ gục hồi đầu tuần ở làng Bedichi, nằm ở phía tây bắc Adivka, thành phố mà Nga vừa giành quyền kiểm soát. Đoạn video mới cho thấy chiếc xe đã bị một máy bay không người lái UAV tự sát đâm trúng. Theo RT, chiếc UAV góc nhìn thứ nhất, còn gọi là FPV, đã đâm vào phía sau tháp pháo, có vẻ như đâm thẳng vào khoang chứa đạn, gây kích nổ. Đoạn video cho thấy chiếc xe tăng bị cháy dữ dội, phát ra một cột lửa lớn từ khoang. Theo truyền thông Nga, chiếc xe này sau đó đã bị trúng một viên đạn bắn ra từ súng chống tăng vác vai. Quân đội Nga đã chính thức xác nhận việc phá hủy phương tiện này lần đầu tiên ở Ukraine, nhưng chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Một lô 31 xe tăng M1 Abrams đã được Washington cam kết cung cấp cho Kiev vào hồi đầu năm 2023. Trước cuộc phản công đã được báo trước từ lâu của Ukraine. Tuy nhiên, việc giao hàng chỉ được thực hiện đầy đủ vào giữa tháng 10 năm 2023. Mặc dù xe tăng Mỹ thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền của Ukraine, nhưng theo RT, thực tế, loại vũ khí này chỉ mới xuất hiện trên chiến trường vài ngày qua khi quân đội Kiev cố gắng ổn định tình hình tiền tuyến sau khi mất Adivka. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.